Đây là clip hướng dẫn mọi người sử dụng gimbal Insta360. Người dùng iOS vào App Store để tải ứng dụng Insta360. Bên cạnh đó, người dùng Android sẽ vào CH Play để tải ứng dụng tương tự. Tải app xong, mọi người mở app và đồng ý các quyền để app được kích hoạt và sử dụng nhanh hơn nhé. Mọi người làm theo tôi để mở gimbal cho đúng cách. Nếu mở gimbal sai cách sẽ làm gãy gimbal đấy nhé. Tripod sẽ được xếp gọn bên dưới gimbal. Để sử dụng tripod, mọi người có thể kéo ra. Lưu ý, hướng camera điện thoại phải đúng theo hướng biểu tượng camera ở trên ngàm kẹp điện thoại. Mọi người canh tấm kẹp điện thoại sao cho nằm chính giữa điện thoại. Căn chỉnh các dấu trên kẹp điện thoại và tấm gắn kẹp điện thoại. Sau đó bật Bluetooth của điện thoại muốn gắn trên gimbal, click vào ứng dụng Insta360 và app sẽ tự kết nối với gimbal. Nhấn nút màu đỏ trên gimbal để bắt đầu trình quay video. Nhấn một lần vào nút giống cái bùng binh thì sẽ chuyển camera trước thành sau và ngược lại. Nhấn hai lần cái nút giống cái bùng binh thì sẽ chuyển camera dọc thành ngang. Nhấn joystick để điều khiển hướng lên, xuống hoặc trái phải của camera. Mọi người muốn gimbal trở về trạng thái mặc định thì nhấn hai lần vào nút trigger như trong video. Để zoom in thì mọi người vặn nhẹ bánh răng theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải và muốn zoom out thì làm tương tự với chiều ngược lại. Mọi người lưu ý vặn nhẹ bánh răng để zoom vì bánh răng sẽ đàn hồi lại vị trí ban đầu. Tránh vặn một vòng dài như vặn chai nước nhé. Để chuyển các mode trên gimbal, mọi người làm theo trên video, vuốt nhẹ lên bản điều khiển từ nút quay video sang nút bùng binh hoặc làm với chiều ngược lại thì các mode sẽ tự chuyển theo ý mọi người. Insta360 Flow cũng có thể biến tấu thành một cây gậy selfie chỉ với một thao tác kéo. Thanh mở rộng tích hợp có thể được kéo dài tới 215mm và có thể điều chỉnh góc từ 0 đến 90 độ. Cuối cùng tôi sẽ thu gọn gậy lại và tắt gimbal. Đây là hướng dẫn cơ bản cho người dùng Insta360 Flow. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Create like a pro with Insta360 Flow, the world's most advanced AI tracking stabilizer. Snap on your phone. Unfold in just one step and start filming in seconds. With next level stabilization, for capturing steady shots on the go. A built-in selfie stick for unlocking new, creative angles. An AI tracking to perfectly frame your shot. Just raise your hand to start tracking. No matter what's in the way, Flow stays locked on the subject. With slow motion tracking, always get that perfect shot. Or use zoom tracking to let Flow's smart AI anticipate the next move. Even stay in frame during calls or streams. Say hi, Grandma! Set up your shot and create Hollywood effects, time lapses, stunning 360 photos, easy cinematic hyperlapses, dolly zooms, dynamic angles, and more creative modes. It's all at your fingertips. Ready to post and share anywhere. Let AI track your game. Save your best shots. And create your next reel. Keep shooting with all day power. Or simply fold it up and charge your phone. Hook up the spotlight and a mic to level up your content. Grab your phone and get out there with Insta360 Flow.